Phim ra rạp cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó có nhiều ý kiến nói về việc là phim lấy đề tài người đồng tính ra tố hài và câu nước mắt. Lấy đề tài đồng tính ra tấu hài thì trong phim của Khoa, Khoa không thấy cái nào mà gọi là đề tài đồng tính ra tấu hài hết. Còn cái chuyện mà nói là lấy đề tài đồng tính ra để câu nước mắt thì Khoa thấy là vậy. Nếu chuyện tình giữa nam và nữ có thể làm bạn khóc được thì chuyện tình đồng tính cũng có thể làm được. Thì tại sao bạn lại nói là lấy ra để câu? Vậy thì làm về nam và nữ thì cũng câu hả? Hay là sao? Nhưng mà ý là Khoa là vậy nè, nam nữ hoặc là đồng tính họ đều là con người, và đối với Khoa, trong lòng Khoa, bản thân Khoa thấy là bằng nhau. Có nghĩa là có bao giờ bạn hỏi là bạn lấy tại sao làm đề tài về nam và nữ để lấy câu nước mắt, bạn không hỏi câu đó thì khuyên bạn đừng nên hỏi câu là lấy đề tài đồng tính ra để câu nước mắt. Tại vì đối với Khoa, đồng tính hay là dị tính hay là bất kỳ giới tính nào cũng bình thường trong xã hội hiện tại, và thậm chí họ đóng góp rất to lớn cho xã hội bây giờ. Thì cái chuyện mà gọi là lấy đề tài gì ra để câu nước mắt thì Khoa cảm thấy là nó không đúng. Còn bạn coi mà bạn cảm thấy bạn khóc được trong câu chuyện này của Khoa làm thì đó là một sự thành công của Khoa. Đối với Khoa là như vậy, nên Khoa chả câu một cái gì hết. Đó là quan điểm của Khoa. Còn Su và Tú thì như thế nào? Thì quan điểm của em cũng giống như vậy thôi. Tại vì bản thân em là người trong cộng đồng LGBT và đang làm một cái công việc tiếp xúc rất nhiều người LGBT, đặc biệt là những người chuyển giới. Thì bản thân em thấy là vì mọi người đang đặt nặng cái vấn đề là cái sự khác biệt giữa nam nữ và tình yêu nam nam nào, hoặc là tình yêu của những người chuyển giới, cho nên mọi người mới đặt là đặt cái câu là chọn cái đề tài đó làm chi á, thì em thấy nó rất là bình thường. Nó thật sự rất là bình thường luôn. Mà thật sự thì tôi thấy là nếu mà có chọn cái đề tài đó thì như thế nào? Tại vì phim phải có đề tài này, đề tài kia, đề tài nọ thì nó muốn ăn nó mới hấp dẫn chứ. Tự nhiên cứ chọn một cái đề tài đi theo hoài thì nó sẽ không có gì để coi. Là mình càng không dám nhìn nhận thì chứng tỏ là mình chưa cởi mở. Thật ra đối với Khoa, Khoa đang muốn nhìn nhận cộng đồng LGBT cũng như là Q+ hay là tất cả những cộng đồng trên thế giới này, thì Khoa muốn nhìn nhận nó bằng một con mắt bình thường nhất. Vì đơn giản họ vẫn là con người và họ vẫn có những cảm xúc của họ. Thì khi mà mình làm về họ thì mình phải làm chân thật nhất có thể. Và nói đúng luôn là cái con mến này đâu phải là người chuyển giới. Nên mà khi mà có khán giả nói với Khoa là tại sao giới tính trong phim cứ đổi sành soạch vậy, trai sang gái, gái xong cuối cùng lật lại làm trai. Nhưng mà tại vì mọi người không hiểu, có nhiều người sống trong vẫn là gay nhưng mà họ không thích sống trong nhân dạng nữ. Họ lúc đó họ sống trong nhân dạng nữ là để làm gì? Để mị cái ông nhớ, để là dạng như là gạt người này là mình là con gái. Thật ra là cũng gạt chính bản thân mình luôn. Tại mình biết chắc chắn người kia không thể nào yêu một người con trai được. Như Su Su đi, đúng rồi, Su Su cũng đâu có thích là cả cơ thể mình là nữ đâu, đúng không? Thì thường là nó vậy, có nghĩa là giả gái để mưu sinh, gọi là giả gái để đi làm công việc của mình thì bình thường. Nhưng mà khi mà gọi là phỏng vấn hỏi Su Su là em có muốn chuyển giới hay không thì câu trả lời đợi Su Su trả lời. Câu trả lời sẽ là không. Tại vì bản thân Su Su thì ban ngày sống cuộc sống bình thường vẫn là con trai bình thường. Đó, khi mà mình làm việc hoặc là mình cần thiết để với cái hình ảnh này, gọi là mình hay người ta hay gọi là giả gái á, hoặc là mình tạo hình như thế này á, là khi mà mình thật sự cần thiết. Còn mình, em sẽ nói một chút xíu về cái câu lúc nãy là cái đề tài. Thật sự cái đề tài về những người chuyển giới hoặc là những người trong cộng đồng LGBT là một đề tài không phải dễ, không phải đơn giản. Nếu mà thật sự muốn đơn giản, mình sẽ chọn đề tài nam nữ yêu nhau, nó sẽ dễ hơn. Tại vì đa phần cái phần lớn người xem sẽ là nam, sẽ là nữ, sẽ là nhiều hơn. Đó, thì người ta sẽ cảm được cái tâm lý, cái cảm xúc. Còn LGBT, đặc biệt là người, thí dụ người như Su Su, tâm lý rất là bất ổn. Đúng không? Cái này là mình nói thật. Trong hình ảnh một người con gái nhưng cái tính của ba mẹ sinh ra là tính của con trai, thì nó sẽ có luôn cả tâm lý của con trai nè. Có luôn của những cái sự mà nhõng nhẽo, ỏng hẹo của một người con gái. Thì để mà làm được cái đề tài đó thật sự không phải dễ nha mọi người. Rất là khó. Huy hoàn toàn đồng ý với Su Su với những chia sẻ vừa rồi. Khi mà Huy đọc những cái comment như vậy thì thật sự ra mình cũng không có phải là đứng về phía của bộ phim Mến Gái Miền Tây, nhưng mà Huy đứng về phía trung lập, thì Huy phải nói rằng là rất respect
ekip của Mấy Gái Miền Tây đặc biệt là Khoa, bởi vì là đây là một đề tài cực kỳ khó và rất nhạy cảm mà bạn lại quyết định làm thành một phim điện ảnh như vậy. Thì đó là cả một sự cố gắng rất là lớn. Phim điện ảnh cũng khó đó luôn. Chính xác. Cho nên khi mà Huy thấy là các bạn khán giả đưa lại những cái comment như thế thì Huy nghĩ rằng là phải chăng các bạn đang hơi xét nét một tí xíu về cái vấn đề của phim. Không, cũng có những bạn coi phim rồi mà những bạn cũng có những comment như vậy. Tại vì những câu hỏi mình tổng hợp là dựa trên những bạn đã coi và những bạn chưa coi luôn. Đó, thì Huy nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái góc nhìn. Tuy nhiên thì hơn hết mình thấy rằng là ở đây có yếu tố nghệ thuật nó vẫn được đặt lên. Và cái câu chuyện ở đó nó vẫn có một cái giá trị nhất định đối với cộng đồng LGBTQ+. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt mà ekip của Mấy Cái Miền Tây gửi đến tất cả khán giả. Thì Huy cũng muốn là thông qua cái buổi trò chuyện ngày hôm nay chia sẻ thêm với tất cả các bạn, để các bạn có thể hiểu, yêu thương hơn với ekip, yêu thương hơn với cái công sức mà cái ekip đã bỏ ra trong Mến Gái Miền Tây này. Đây là một cái điều mà Huy cảm thấy rất là respect ekip của mình. Giờ thì có một cái câu hỏi này Huy thấy cũng thú vị, là có một bạn khán giả hỏi rằng là trong cái buổi họp báo thì không thấy có sự xuất hiện của chú Hoài Linh. Mặc dù chú Hoài Linh thì mọi người cũng biết rằng là một diễn viên trong phim, và mọi người cũng rất là mong chờ sự xuất hiện của chú Hoài Linh ở dự án điện ảnh này. Thì không biết là như thế nào, Khoa thể chia sẻ thêm với tất cả mọi người. Chắc có không? Thể là lúc đó cậu bận hoặc là sức khỏe cậu chưa tốt thì, thì hiện tại là cậu cũng hạn chế nhận những sản phẩm. Thì chắc không nghĩ là vấn đề sức khỏe thôi. Ok, đó là chia sẻ của Khoa cho các bạn biết thêm về câu hỏi đó nha.